Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội mới cho biết điều họ gọi là một thực tế đáng buồn về người Việt tại xứ mặt trời mọc. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng Việt Nam có khoảng 400.000 lao động, xếp thứ hai trong số các nước có nhiều lao động và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là Việt Nam đang giữ vị trí số 1 về số người cư trú bất hợp pháp, số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và số vụ bắt giữ do vi phạm luật hình sự ở Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản viết trên trang Facebook hôm 10 tháng 7, kèm theo lời kêu gọi người Việt, nhất là các thực tập sinh, đừng để rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Cơ quan ngoại giao này cũng dẫn lại một câu chuyện của một thực tập sinh từng bỏ trốn trên Kokoro, trang cung cấp thông tin cho người Việt chuẩn bị đi hoặc đang sống ở Nhật, vốn là một dự án hợp tác giữa người Việt và các cơ quan của Nhật. Đại sứ quán Nhật viết thêm rằng các bạn trẻ Việt Nam có dự định tới Nhật Bản để làm việc và thực tập kỹ năng, hãy tham khảo thông tin cần biết trước hết nên làm gì để không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như lời kể của một người sang Nhật thực tập kỹ năng trong ngành xây dựng. Theo lời kể của nhân vật mà tên họ đã được thay đổi này, anh đã bỏ trốn để thoát khỏi tình trạng bạo lực, sau đó nhiều lần làm thêm bất hợp pháp, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh không còn việc để làm nên đã ra đầu thú cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.